Shop QuyềnDzFM.vn là shop chính thức của mình. Anh em nào có nhu cầu mua Amplify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. Khi tôi vác khẩu Thomson chế tác vào leo rank đại kiện tướng và cái kết khẩu báo săn hoàng kim tăng 2 xuyên giáp, nó bắn đam còn to hơn cả khẩu UMP lông nhông luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Clip đầu tiên, sale nick cuối tuần với 3 khẩu nâng cấp cực ngon. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của QuyềnDz. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip cực kỳ hay luôn anh em. Đó là mình làm về khẩu Thomson chế tác anh em nhá. Anh em thấy trên tay mình cầm khẩu Thomson gì rồi đúng không? Đó là khẩu Thomson báo săn hoàng kim anh em nhá. Khẩu này tăng 2 xuyên giáp và 1 tầm xa anh em nhá. Bắn cực kỳ đấu luôn anh em. Nó bắn còn mạnh hơn cả khẩu UMP lúng nhúng bảy đá luôn anh em. Với những người chuyên đe giáp giống như tôi thì tôi nên sử dụng khẩu này anh em nhá. Ok, thì trước khi vào clip thì mình sẽ tạo một mini game cho anh em chơi nhá. Đó, ngày hôm nay là cuối tuần nên mình sẽ sale ạc cho anh em chơi. Thì ạc tuần này có gì anh em ơi? À, ạc tuần này có AK level 7 anh em, XM8 level 5 và MP level 5 nữa anh em. Rất là ngon luôn. Có Ska Titan này, M1014 chế tác này, cũng khá là ngon anh em nha. Tôi thấy ạc sale của tuần này thì không bằng những cái tuần trước anh em nha. Các cái tuần trước tôi thấy ạc sale nhiều súng hơn. Đấy, tuần này chỉ có 3 khẩu nâng cấp thôi anh em. Đó là AK level 7, XM8 level 7 và MP40 level 5 anh em nha. Còn ở bên dưới thì tôi thấy súng đủ size thôi anh em ơi. Có M1014 này, Ska Titan này. Đấy, nhiều đó là đủ chơi rồi anh em nha. Thì ạc này vẫn treo với giá như thường lệ anh em nha. Chỉ giá 100 thôi. Nhưng bạn tuần trước chưa săn được đây, cái tuần này cố gắng săn được nha anh em. Đấy, link shop mình để dưới phần comment và mô tả anh em nha. Anh em click vào thôi. Ok, bây giờ mình đã có mặt tại shop của mình rồi anh em nha. Đó, nick này mình đã đăng lên trên shop rồi anh em. Đó, nick nằm ở vị trí đây rồi. Đó, anh em click vào đây và chỉ giá mới 100 thôi anh em. Đó, nhấn tay vào shop thôi anh em ơi. Nhiều anh em tuần trước chưa xúc được thì cố gắng tuần này xúc nhanh lên. Đó, ạc mình đăng ra là sẽ có người mua liền ngay lập tức luôn. Đó, cho nên anh em cố gắng nhanh tay hơn nha. Thì dạo gần đây mình thấy nhiều bạn mua nick không được, thì bây giờ mình sẽ tăng thêm số lượng nick ở trên shop nha anh em. Anh em vào đó và mua thôi anh em nha. Đó, chúc các bạn may mắn nha. Link shop nằm ở dưới comment và mô tả anh em nha. Rồi, ta tiếp tục video thôi anh em ơi. Trận đầu tiên, cầm Thomson hoàng kim, bắn vào tim em và cái kết. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thần công, cách đấu trận chiến có tiếng bay trở nên lớn.
trận 2, đang lúc cân 3 thì hết đạn và cái kết.